Câu thứ hai vị này hỏi, theo như trong kinh điển Phật giáo và các tổ dạy là chúng sinh ở thân ngạ quỷ, sợ ánh nắng mặt trời nên chỉ cúng thí thực sau 17 giờ hàng ngày. Có một vấn đề là tại gia chúng con dỗ các cụ gia tiên đã mất thường đều cúng vào bữa trưa. Kính bạch Thầy, như vậy thì cúng vào bữa trưa thì các cụ gia tiên còn ở thân ngạ quỷ có thọ nhận được vật thí cúng không? Có ăn được không? Trong trường hợp nếu muốn cúng đúng như Pháp thì chúng con có cần phải cúng dỗ vào bữa chiều không ạ? Không sao. Trong kinh Đức Phật nói rằng ngạ quỷ và các vong linh thường là sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, tức là vào gì? Ban ngày. Nhưng mà đấy mình nói gì? Nói những cái vong linh mà có cái tâm xấu ác. Cái tâm xấu ác này gọi là gì? Thuộc về thế giới gì? Nó ở với tà tâm. Có cái tâm tà nó đi làm những cái việc xấu ác á, thì nó mới sợ gì? Sợ ánh sáng như thế. Còn các vong linh, kể cả cô hồn ngạ quỷ, mà họ không có cái tâm xấu ác, họ vẫn không sợ gì? Sợ ánh sáng. Mà thậm chí họ vẫn rất gì? Rất thích ánh sáng. Giống như những người bình thường của chúng ta này, chúng ta thích ánh sáng hay ghét ánh sáng các quý vị? Nhưng mà những kẻ ăn trộm, ăn cắp, nó thích ánh sáng hay thích bóng tối các quý vị? Vì sao nó thích bóng tối? Vì trời có tối thì nó mới gì? Nó mới thể hiện cái ý nghĩ và việc làm hành động tà tâm, ăn trộm, ăn cắp của nó được, đúng không? Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng không phải là cô hồn ngạ quỷ vong linh nào cũng sợ ánh sáng của mặt trời, sợ ánh sáng của ban ngày. Đó, mà đặc biệt là gì? Khi chúng ta cúng, chúng ta thỉnh các cụ về, thỉnh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta về, thì đó là gì? Có lời triệu thỉnh, có lời thỉnh mời bằng gì? Bằng cái tâm nguyện của con cháu. Cho nên Thầy nghĩ rằng cũng không cứ là chúng ta phải cúng gia tiên vào buổi chiều tối, vào lúc 17 giờ, 18 giờ, mà chúng ta cúng trưa cũng được, không sao cả. Từ trước đến nay chùa chiền vẫn làm, cha ông chúng ta vẫn làm, mấy nghìn năm nay rồi vẫn làm như thế, có sao đâu, vẫn bình thường. Chúng ta thấy ở chùa các sư vẫn gì? Cúng tiếp linh, triệu linh, cúng vong vào buổi sáng mà, đúng không? Ví dụ trong tuần thất thất chay tuần hay là cúng phả độ gia tiên vẫn phải cúng vào buổi sáng mà. Vậy bây giờ chúng ta đây cúng vào buổi gì? Buổi sáng hay buổi tối? Buổi sáng vẫn bình thường, không sao. Cho nên Thầy nghĩ rằng không cứ là phải đến buổi tối mới cúng. Chúng ta thuận lúc nào cũng lúc đấy, đặc biệt là vào ngày giỗ, ngày Tết, chúng ta thường là con cháu vân tập về bữa sáng và ăn bữa gì? Ăn bữa trưa. Trước khi ăn thì cúng giỗ các cụ, cúng thần linh gia tiên, nếu có thờ Phật thì cúng trời đất thần Phật vân vân đó. Sau đó cúng thần linh gia tiên, sau đó thì con cháu mới thụ lộc thụ hưởng. Sau đấy buổi chiều thì nó khật khừ, nhà ai về nhà đấy đó. Cho nên cái này thì không cứ là phải cúng vào lúc mặt trời lặn đâu. Mặt trời lặn ở đây là ở trong chùa thường hay cúng cho các cô hồn ngạ quỷ ở trong cái kiếp gì? Đói khổ cùng cực và có cái tâm gì? Xấu ác, nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời nay kiếp này. Đó.